Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang thiếu chất liệu để tạo nên khác biệt. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có cơ hội chứng minh khả năng cầm quân cũng như sự đa dạng lối chơi của mình khi đối đầu với tuyển Nga và Thái Lan ở loạt trận giao hữu diễn ra trong tháng 9 tới đây. Hai đối thủ mạnh sẽ là liều thuốc thử đo khả năng của tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Nga và Thái Lan là những đối thủ mạnh đối với đội tuyển Việt Nam. Nga sở hữu cho mình nhiều cầu thủ đang chơi ở các giải châu Âu. Thái Lan là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã lâu chưa thể giành chiến thắng. Một thử thách thật sự lớn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik khi ông chỉ mới có hai trận đấu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nếu nhìn vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở hai trận đấu dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa có quá nhiều đổi mới. Chiến thắng ở hai lượt trận cuối vòng loại World Cup không nói lên được quá nhiều điều khi các đối thủ đều bị đánh giá thấp hơn. Mặt khác, các cầu thủ Việt Nam cũng không còn động lực để thi đấu với phong độ thực sự. Nhìn chung, huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa tạo nên được điểm nhấn rõ rệt nào ở đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam vẫn chủ yếu chơi phòng ngự chủ động và chờ cơ hội chuyển đổi trạng thái. Việc chủ động chiếm thế trận chưa được các cầu thủ Việt Nam thể hiện dù chơi với đối thủ yếu hơn. Dù vậy, lối chơi này ở thời điểm hiện tại phần nào đó phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Bởi vấn đề lực lượng thiếu hụt đang thực sự gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng đội tuyển. Các cầu thủ như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường đều đã không còn giữ được phong độ tốt nhất của mình. Dù vậy, các cầu thủ trẻ ở tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam lại chưa cho thấy sự trưởng thành cần thiết để khỏa lấp các vị trí này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tạo nên những điểm mới, nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc đang thiếu cho mình những chất liệu. Danh sách triệu tập của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ dừng lại với đa phần những cái tên đã quá quen thuộc của đội tuyển Việt Nam. Một số điểm mới được thế vào như Philip Nguyễn, Vĩ Hào, Thành Bình, nhưng đây cũng là những nhân tố đã được thử nghiệm bởi huấn luyện viên tiền nhiệm. Với danh sách tập trung cầu thủ như thế, người hâm mộ khó có thể kỳ vọng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có thể tạo ra được những điểm mới cho đội tuyển Việt Nam. Mặt khác, các đối thủ như Nga và Thái Lan đều rất khó chơi, nên thất bại không phải là điều đáng mong đợi đối với một huấn luyện viên mới như Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cập bến đội tuyển Việt Nam khi V-League chuẩn bị hạ màn. Ở lần tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chỉ có hai trận ở cúp quốc gia làm vốn để triệu tập cầu thủ bởi các cầu thủ Việt Nam nghỉ giữa hai mùa giải. Do đó, dù kết quả trận đấu tới ra sao thì huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng đã nỗ lực rất lớn để hòa nhập với đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm mới phiên bản của thầy Park. Tuyển Việt Nam sau quãng thời gian làm mới, dường như đang trở lại phiên bản của huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây, ít nhất trong giai đoạn đầu tiên ông Kim Sang-sik dẫn dắt. Phiên bản của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hơn một năm sau cuộc cách mạng không thành công dưới thời huấn luyện viên Chao Xie, tuyển Việt Nam dường như đang trở lại với phiên bản của ông Park Hang-seo. Nếu nhìn vào danh sách chuẩn bị cho các trận giao hữu dịp FIFA Day sắp tới, có thể thấy trong danh sách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố giống tới 80-90% so với thời người tiền nhiệm Park Hang-seo dẫn dắt trước đây. Không chỉ có thế, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đang đặt sự thận trọng lên hàng đầu bằng việc triệu tập số lượng lớn các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự so với tuyến tiền vệ hoặc hàng công. Cũng từ đây, khả năng lối chơi mà tuyển Việt Nam trình diễn trong giai đoạn sắp tới thiên về chắc chắn, rình rập thay vì cởi mở hoặc kiểm soát bóng như khi huấn luyện viên Chelsea dẫn dắt. Đến niềm tin dành cho ông Kim Sang-sik, huấn luyện viên Kim Sang-sik tới làm việc tại Việt Nam không chỉ gặp thách thức về môi trường mới mà còn có cả áp lực thành công từ người đàn anh đồng hương Park Hang-seo. Và áp lực tới lúc này còn lớn hơn bởi suốt hơn một năm qua tuyển Việt Nam nhận quá nhiều thất bại nên các trận giải đấu tới dưới thời ông Kim Sang-sik buộc phải thành công. Nhìn qua rõ ràng khá nhiều thách thức đang bủa vây thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, những gì thể hiện ở hai trận đầu tiên tại vòng loại World Cup cũng mang đến hy vọng nhất định đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cụ thể, dù cũng chơi với sơ đồ 3-4-3, nhưng cách vận hành trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam khá khoáng đạt, được tổ chức bài bản, cấu trúc đội hình cũng tương đối tốt. Có nghĩa, vào thời điểm hiện tại tuyển Việt Nam hay bản thân ông Kim Sang-sik đang ở dưới bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhưng về lâu dài sẽ khác bởi những hy vọng đã nói ở trên. Ở 23 Việt Nam có huấn luyện viên mới cho trận gặp U23 Trung Quốc. Ở 23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc trong tháng 9 năm 2024 và huấn luyện viên trưởng của đội bóng cũng đã được xác định. Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu ở Trung Quốc trong tháng 9 năm 2024. Đây là thời điểm trùng với khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu với hai đội Thái Lan và Nga nên huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tín nhiệm giao. Trợ lý Đinh Hồng Vinh đảm trách cương vị quyền huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được biết đến là một trong những huấn luyện viên rất dày dặn kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ, từng giành hai tấm huy chương đồng khi dẫn dắt đội tuyển U16 và U19 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á vào các năm 2007-2009. Trong kỳ tích của U20 Việt Nam, y giành vé dự vòng chung kết U20 World Cup năm 2017. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng nhận được sự đánh giá cao từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn về những đóng góp của mình trên băng ghế huấn luyện. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 30 tháng 8 tới.
Về lực lượng, đội vẫn triệu tập chủ yếu là các cầu thủ từng tham gia đợt tập trung mới đây, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc. Các cầu thủ đều sinh từ năm 2003, trở về sau với mục tiêu hướng đến SEA Games 33 và ASEAN 2026. Trong thành phần ban huấn luyện, bên cạnh quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh còn có các trợ lý Nam Công Do, Hàn Quốc, Phan Như Thuật, huấn luyện viên thủ môn Trần Minh Quang, huấn luyện viên thể lực Randy Regato Neto Loser, Brazil. Giải giao hữu quốc tế U23 CF Argentina 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Giải có sự tham dự của 4 đội gồm Trung Quốc, Việt Nam, Uzbekistan và Malaysia. Hàng công đội tuyển Việt Nam, đông nhưng không tinh. Huấn luyện viên Kim Sang-sik rất mong muốn tìm được những cây săn bàn chất lượng cho đội tuyển Việt Nam trong hai trận giao hữu với tuyển Nga và Thái Lan, đặt niềm tin vào Tuấn Hải, Tiến Linh, chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan trong đợt FIFA đầy tháng 9 năm 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập 6 tiền đạo lên đội tuyển Việt Nam, gồm Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Toàn, Vĩ Hào, Thanh Bình và Văn Tùng. Tuy nhiên, do Văn Toàn mới bị chấn thương cổ chân nên chiến lược gia người Hàn Quốc gọi Phan Văn Đức lên thay. Trong các tiền đạo này, giới chuyên môn đánh giá chỉ có Tiến Linh và Tuấn Hải là thể hiện phong độ ổn định. Cả hai cũng nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận gặp đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan sắp tới. Ở đợt tập trung hồi tháng 6 năm 2024, Tiến Linh và Tuấn Hải đều ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh có cú đúp vào lưới Philippines trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Còn Tuấn Hải là người ấn định chiến thắng 3-2 cho những chiến binh sao vàng ở trận đấu này. Ở chuyến làm khách trên sân của Iraq sau đó, đội tuyển Việt Nam thua 1-3 và người ghi bàn vẫn là Tuấn Hải. Như vậy, ở hai trận cầm quân đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik, các tiền đạo ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam chỉ có hai người là Tiến Linh và Tuấn Hải. Chiến lược gia người Hàn Quốc có sử dụng thêm một vài chân sút khác, nhưng không ai hoàn thành nhiệm vụ lập công cho đội tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục bỏ qua Văn Quyết và Công Phương, trong khi Văn Toàn dính chấn thương phải ở lại câu lạc bộ để chữa trị. Vì thế Tuấn Hải và Tiến Linh gần như chắc chắn sẽ chiếm được suất thi đấu chính thức. Ở mùa giải vừa qua, Tiến Linh và Tuấn Hải thi đấu tốt ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, ở hai trận đấu sắp tới, trước các quần xanh chất lượng có hàng phòng ngự đẳng cấp, Tiến Linh và Tuấn Hải phải thể hiện được hết khả năng mới có thể mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Dĩ nhiên để có thể ghi bàn, nỗ lực cá nhân là không đủ. Tiến Linh và Tuấn Hải cần nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các đồng đội cùng một chiến thuật hợp lý. Hãy chờ xem huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ làm gì để hai chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam chọc thủng lưới của Nga và Thái Lan. Đồ vinh lớn ở hàng tiền đạo. Ở đợt tập trung hồi tháng 6 năm 2024, trong trận tiếp đón Philippines, trong danh sách 23 cầu thủ được chốt lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik đăng ký 5 tiền đạo gồm Văn Toàn, Tuấn Hải, Tiến Linh, Vĩ Hào và Thanh Bình. Ở trận gặp Iraq, chiến lược gia người Hàn Quốc đăng ký 4 tiền đạo là Tiến Linh, Tuấn Hải, Vĩ Hào và Thanh Bình. Trong hai trận gặp đội tuyển Nga và Thái Lan sắp tới, nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có sự lựa chọn số lượng tiền đạo như hai trận trước. Cụ thể, ở trận gặp đội tuyển Nga, có thể đội tuyển Việt Nam giảm bớt hàng công để tập trung cho hàng phòng ngự. Trong khi trận gặp đội tuyển Thái Lan có thể là một thế trận đôi công nên cần có nhiều chân sút. Sự trở lại của Phan Văn Đức rất đáng chờ đợi. Trong trận Công An Hà Nội FC thắng Brom United với tỷ số 2-1 tại giải bóng đá các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024 đến 2025, Phan Văn Đức tỏa sáng với một bàn thắng và màn trình diễn ấn tượng. Có mặt trực tiếp trên sân để theo dõi các cầu thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định điền tên cầu thủ người Nghệ An vào danh sách đội tuyển Việt Nam. Dù đá ở vị trí tiền vệ công nhưng Văn Đức chơi không khác một tiền đạo thực thụ. Dưới thời ông Park Hang-seo, cầu thủ sinh năm 1996 đã thể hiện được hết những tố chất của mình. Nhưng chỉ có Phan Văn Đức, cùng Tiến Linh và Tuấn Hải được kỳ vọng là chưa đủ. Đội tuyển Việt Nam cần thêm những tiền đạo đẳng cấp bởi chưa chắc những người đang được kỳ vọng lại chơi đúng phong độ ở hai trận đấu tới. Xa hơn là ASEAN Cup 2024. Có thể thấy những Văn Tùng, Vĩ Hào, Thanh Bình đều không nổi bật, có khoảng cách, đổ vênh với những cầu thủ đá chính. Văn Tùng thậm chí còn không để lại dấu ấn ở đội U23 Việt Nam. Vĩ Hào từng được ông Chelsea trọng dụng nhưng cũng chỉ dừng lại ở giảm tiềm năng. Trong khi Thanh Bình chơi mờ nhạt trong mỗi lần lên đội tuyển, hiện tại đầu quân trong một đội bóng ở hạng nhất. Nhìn chung, huấn luyện viên Kim Sang-sik có nhiều tiền đạo trong tay nhưng không phải tất cả đều đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Nếu không tăng chất lượng cho hàng công bằng những chân sút xuất sắc, đội tuyển Việt Nam đối mặt với nhiều thử thách tại ASEAN Cup 2024. Đội tuyển Việt Nam, cơ hội nào cho kép phù? Trong hai trận giao hữu sắp tới gặp Nga và Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sử dụng tối đa cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam để kiểm tra phong độ. So với đợt tập trung hồi tháng 6 năm 2024, danh sách đội tuyển Việt Nam lần này có sự trở lại của nhiều gương mặt quan trọng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hầu hết các trụ cột ở đội tuyển Việt Nam hiện tại đều đang có phong độ tốt ở độ chín của sự nghiệp. Thậm chí những Văn Lâm, Quế Ngọc Hải,
Hoàng Đức hoàn toàn có thể chơi tốt trong vài năm tới. Vì vậy, dù có vắng một số cầu thủ quan trọng, trong đó có Văn Toàn chưa bình phục chấn thương nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik không lo lắng. Trong hai trận gặp đội tuyển Nga và Thái Lan tại giải bóng đá quốc tế LPBNK Cup 2024, chiến lược gia người Hàn Quốc có nhiều sự lựa chọn ở một vị trí cụ thể. Chẳng hạn như không thành đội tuyển Việt Nam, việc chọn ai trong hai thủ môn Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip Bát Chính sẽ không dễ dàng với ông Kim. Tại giải bóng đá quốc tế LPBNK Cup 2024, nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm định hình bộ không tuyển Việt Nam hướng tới ASEAN Cup 2024. Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch khu vực. Đội tuyển Việt Nam sẽ từng bước được điều chỉnh về nhân sự và lối chơi. Thay vì gọi lên đội tuyển hơn 30 cầu thủ như thường lệ, việc ông Kim Sang-sik chỉ triệu tập 26 cầu thủ là có lý do riêng. Ngoài hai thủ môn dự bị là Văn Việt và Xuân Hoàng, nhiều khả năng các cầu thủ còn lại trong danh sách đều được chiến lược gia người Hàn Quốc tạo điều kiện cho ra sân thi đấu ở trận gặp Nga và Thái Lan. Về lối chơi, ở trận gặp Nga, đội tuyển Việt Nam khả năng thiên về phòng ngự, tập trung chống bóng bổng và tìm kiếm cơ hội ghi bàn ở những pha phản công nhanh. Trong khi đó, với Thái Lan, Quang Hải và các đồng đội có thể đá song phẳng, chơi đôi công. Đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có thể sử dụng đội hình tối ưu nhất. Dù thế trận và kết quả có thế nào, thì những cầu thủ dự bị vẫn luôn có cơ hội được thể hiện mình. Đức Chiến, Thành Trung, Hồng Duy, Hải Long, Văn Trường, Văn Tùng, Vĩ Hào, Thanh Bình đều nằm trong kế hoạch sử dụng của ông Kim Sang-sik. Cũng không loại trừ khả năng số thời gian vào sân của Kép Phụ khá ít. Bởi dù là giao hữu nhưng ông Kim Sang-sik luôn muốn đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt nhất nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. ASEAN Cup 2024 còn hơn 2 tháng nữa mới khởi tranh, vì thế ông Kim Sang-sik đang sới tung lực lượng ở tuyển Việt Nam nhằm tìm ra bộ không ưng ý nhất, thay vì sớm quanh vùng dễ khiến các cầu thủ mất đi động lực. Điều này cũng tạo nên tính cạnh tranh ở đội tuyển và không phải cứ là trụ cột như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh là luôn chắc chắn có một suất đá chính.